Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 19 tây tháng 5 năm 2020 và hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ thường đang ở Cali và trong video này chúng ta cũng lại sẽ tiếp tục nói tới một số những cái tài liệu và tin tức liên quan tới thị trường tài chính nói chung ngày hôm nay và sau đó chúng ta sẽ nói về thị trường của crypto và hôm nay chúng ta cũng có một số những tin tức liên quan tới bitcoin và liên quan tới xanh bitmax tôi muốn chia sẻ với các bạn về thị trường tài chính nói chung thì chúng ta sẽ nói tới những gì mà đã được đề cập bởi cbo có nghĩa là cái văn phòng Nhân sách quốc hội đã nói gì về cái GDP năm nay có nghĩa là tổng sản phẩm trong nước năm nay và cái số nợ mà chính phủ Hoa Kỳ phải ghi. Khi đó chúng ta sẽ nói tới là the treasury có nghĩa là bộ tài chính của Hoa Kỳ sẽ bán công trái phiếu 20 năm và đây là lần đầu tiên trong 34 năm mà họ phải bán công trái phiếu với cái thời gian là 20 năm. Vấn đề này là như thế nào chúng ta sẽ nói tới một lát nữa và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là những trader ở trên Wall Street đang suy nghĩ như thế nào về tình hình của thị trường hiện tại. Kế tiếp thì cũng như là chúng ta mới vừa nói tới chúng ta có một số những tin tức thì muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến sàn Bitmax. Chủ yếu là sàn Bitmax đang bị một cái vụ kiện bởi công ty BMA LLC. Và công ty này nếu như mà các bạn cảm thấy là cái tên que, quen thuộc thì tại vì đây là một công ty mà đã từng điền đơn kiện sàn FTX cũng như là công ty Ripple. Và kế đó chúng ta cũng nói tới cái vấn đề liên quan tới sân BitMax đã ngưng hoạt động khoảng chỉ một tiếng đồng hồ ngày hôm nay. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới cái thời gian hoạt động của Bitcoin từ khi đời cho tới bây giờ là một thời gian mà có cái sự hoạt động tính theo thời gian phần trăm là 99,985% là mạng lưới Bitcoin đã hoạt động từ khi mà ra đời cho tới bây giờ. Thì đây là những điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì bây giờ chúng ta trở lại và nói với tình hình của thị trường tài chính ngày hôm nay, ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu từ chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ các bạn thấy được là hôm nay lại là một màu đỏ rất khác so với ngày hôm qua. Các bạn thấy hôm qua là một ngày mà có cái sự tăng trưởng rất là mạnh thì hôm nay các bạn thấy là chỉ số Dow Jones đã xuống 1,59%, chỉ số S&P 500 xuống 1,05%, chỉ số Nasdaq hôm nay xuống 0,54%. Thì tại sao lại đi xuống? Các bạn thấy được là hôm qua khi mà chứng khoán tăng mạnh thì mọi người đều nói là chứng khoán tăng mạnh tại vì ai cũng đang hy vọng là có cái vaccine được sắp sửa ra mắt. Các bạn thấy là hôm qua là có tin tức là vaccine đã có một dấu hiệu tốt sau khi mà thử nghiệm được một thành công nhưng mà tôi cũng đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua là đối với Thuận cho dù là có tin tức liên quan tới vaccine hay là không có tin tức liên quan tới vaccine thì hôm qua chứng khoán vẫn sẽ tăng lên tôi cảm thấy là cái vấn đề liên quan tới vaccine là một vấn đề mà cần thời gian dài hạn hơn cho nên hôm qua tại sao chứng khoán tăng lên thì có thể là liên quan đến là chủ tịch John Powell cục dự trữ liên bang đã lại lên tiếng nói là cục dự trữ liên bang sẽ hết mình để mà hỗ trợ thị trường tài chính cũng như là thị trường tín dụng. Điều đó đã làm cho nhiều người thấy đỡ lo hơn. Nhưng mà cái vấn đề đây thì các bạn thấy được là mỗi ngày thì thị trường đều cập nhật nhiều tin tức mới liên quan tới thất nghiệp, liên quan tới tiểu bang nào đang mở cửa và hoạt động như thế nào các công ty thì tương lai ra sao thì các bạn thấy là càng ngày thì càng rõ ràng hơn là cái việc mà mở cửa làm ăn trở lại là một cái thời kỳ sẽ kéo dài lâu hơn là mọi người tưởng tượng các thu nhập công ty cũng sẽ kéo dài lâu hơn để mà có thể hồi phục lại như là cái thời kỳ trước khi mà có dịch bệnh và thậm chí đối với một số công ty họ có thể hồi phục lại cái thu nhập trước khi mà có dịch bệnh hay là không người ta cũng không biết cho nên mỗi ngày thì lại có một lo lắng mới mọi người lại phải lấy những tin tức mới và coi coi là tin tức mới này có ảnh hưởng như thế nào đối với tương lai của tài chính và các bạn thấy được là hôm nay thì nhiều nhà đầu tư lại nghĩ là tương lai lại không tốt đẹp so với ngày hôm qua cho nên giá cả lại đi xuống nhưng mà ngày mai thì ra sao các bạn thấy được chúng ta nhìn vào các chỉ số của pre-market có nghĩa là các hợp đồng tương lai Thì bây giờ cho thấy được là nếu như cứ tiếp tục thì ngày mai chúng ta có thể có một cái sự tăng trưởng nhẹ Như là các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones Futures hôm nay tăng 157% Chỉ số S&P 500 tăng 0,59% và chỉ số Nasdaq tăng 0,45% Còn về các chỉ số của châu Á thì như thế nào? Các bạn thấy được là chỉ số Nikkei của Nhật Bản thì hôm nay tăng 0,96%, chỉ số Shanghai của Thượng Hải thì xuống 0,45% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông thì xuống 0,16%. Và nếu chúng ta nhìn vào thị trường dầu thì các bạn thấy được là dầu không có sự dao động mạnh ngày hôm nay, chúng ta chỉ xuống có 0,13%. Bây giờ giá của một thùng dầu cho hợp đồng tương lai tháng 6 này vẫn là 31 đô 50 cent các bạn thấy được là bây giờ À, không có thay đổi so với ngày hôm qua Giá mới di chuyển là 32 đô và 50 cent à, Chúng ta nhìn vào vàng Thì các bạn thấy được là vàng bây giờ Thì cũng không có mấy khác biệt so với lại ngày hôm qua Tuy nhiên là các bạn thấy là tăng 0,5% Nhưng mà chúng ta cũng nên nói tới là vàng Trong vòng mấy tuần qua thì vẫn xoay quanh Cái mức là 1725 Cho đến 1750 Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư Nhất là chúng ta thấy là Roy Kiyosaki thì có lòng tin là từ đây cho đến một năm sau thì vàng có thể lên tới cái mức là 3.000 đô. Các bạn thấy có thể là tăng gần như là gấp đôi trong thời gian chỉ có một năm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái giá vàng xem như thế nào. Còn về mặt tin tức ngày hôm nay thì các bạn thấy được là CBO có nghĩa là cái văn phòng ngân sách của quốc hội đã cho một số lời phát biểu nói là CBO nghĩ là GDP có nghĩa là cái tổng sản phẩm trong nước cái sản lượng đó trong năm nay có thể giảm tới 38% trong cái quý 2 này. Và nếu như đây là một cái chẩn đoán chính xác thì đây là cái phần trăm giảm về GDP mà lớn nhất từ trước cho tới bây giờ. Nhưng mà các bạn sẽ thấy được là cái sự chẩn đoán này cũng chưa phải là cái sự chẩn đoán xấu nhất. Chúng ta thấy những cái đơn vị khác như là chúng ta nói tới Fed cũng đã chẩn đoán có phần trăm xuống cao hơn và những ngân hàng như là Wells Fargo cũng đã từng đưa ra những cái chẩn đoán về tương lai của GDP của Hoa Kỳ trong quý 2 này còn tệ hơn là 38% mà văn phòng ngân sách quốc hội đã nói tới. Ngoài chuyện điều đó ra thì CBO, văn phòng ngân sách quốc hội cũng đã nói là cái số tiền mà sẽ bị hụt cho ngân khố trong năm nay có thể là lên tới 2,2 nghìn tỷ đô la. Nhưng mà thật ra trong bài viết này, ở phần cuối cũng đã giải thích rõ hơn là thật ra con số này là tính từ năm 2020 cho đến đầu năm 2021. Cho nên họ chẩn đoán là 2,1 nghìn tỷ là sẽ bị thiếu hụt năm nay và năm sau sẽ thiếu hụt thêm là khoảng 600 tỷ đô la. Thì tại sao bị thiếu hụt các bạn cũng đã biết là bình thường thì đã có cái sự thiếu hụt hàng năm Tại vì cái số thâu vào nghĩa là tiền thuế thâu vào không đủ so với cái số tiền phải được chi ra Nhưng mà năm nay vì dịch bệnh thì chúng ta thấy là có rất nhiều gói hỗ trợ để được thông qua Thậm chí bây giờ chúng ta đang chờ đợi thêm những tin tức liên quan tới cái gói hỗ trợ 3.000 tỷ đô la Thì các bạn nghĩ là cái số tiền đó sẽ đến từ đâu? Một lát nữa chúng ta sẽ nói tới cái tài liệu liên quan tới cái bộ tài chính của Hoa Kỳ. Nhưng mà các bạn thấy được là cái số chứng đoán là GDP bị giảm 38% trong cái quý 2 này cũng chưa phải là cái chứng đoán thấp nhất. Các bạn thấy được là Fed chi nhánh của Atlanta, người là cục chữ liên bang chi nhánh của Atlanta đã chứng đoán là GDP có thể là đi xuống tới cái mức là 42% từ tháng 4 đến tháng 6 nghĩa là trong quý 2 này. Và khi chúng ta nhìn vào một cái tài liệu khác được chia sẻ ngày hôm nay đó chính là tài liệu liên quan tới công trái phiếu của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là Treasury có nghĩa là bộ tài chính về cái việc là liên quan đến là cần tiền để mà hỗ trợ các cái gói hỗ trợ tại vì các bạn thấy được là các cái gói hỗ trợ có thể được thông qua nhưng mà tiền ở đâu thì các bạn thấy được là một trong những cách mà chính phủ có thể là tạo ra tiền đó chính là bán trái phiếu nghĩa là bán giấy nợ và trái phiếu của chính phủ gọi là công trái phiếu thì các bạn thấy được là thường thường là trái phiếu của Hoa Kỳ bán là giai đoạn là 10 năm hay là 30 năm có nghĩa là các bạn mua trái phiếu đó thì các bạn sẽ được hưởng cái tiền lời trong vòng 10 năm hoặc là 30 năm tùy theo các bạn chọn cái loại trái phiếu nào và cho đến khi mà hết cái thời gian đó thì lúc đó cả vốn và lời các bạn sẽ lấy đủ nhưng mà đã rất lâu chúng ta không thấy cái công trái phiếu mà có cái thời gian đáo hạn là 20 năm thì các bạn thấy được là đã 34 năm chưa hề có trái phiếu 20 năm thì trong tài liệu ngày hôm nay ngày mai Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ bán tổng cộng là 20 triệu đô la họ sẽ bán vào lúc khoảng chừng là 1 giờ chiều giờ Eastern Standard Time có nghĩa là 10 giờ sáng giờ Cali cái số tiền này sẽ được bán đấu giá cái số nợ này sẽ được bán đấu giá và nếu như mà thành công thì ngân hàng Wells Fargo chẩn đoán là cái số tiền thiếu hụt của ngân khố của năm nay có thể lên tới là 3,4 nghìn tỷ đô la cao hơn ngay cái con số mà mới vừa được chuẩn đoán bởi CBO, có nghĩa là văn phòng ngân sách quốc hội. Các bạn thấy được là ai thì đương nhiên là cũng muốn có cái gói hỗ trợ được thông qua người dân hay là những công ty, thậm chí là những chính phủ địa phương cũng muốn có cái tiền hỗ trợ để mà giúp họ qua được cái thời kỳ mà nguy hiểm này. Nhưng mà các bạn thấy là có hỗ trợ đó tuy đi cần thiết nhưng mà không phải là tiền từ trên trời rớt xuống. Các bạn phải hiểu là gói hỗ trợ này trước sau gì thì chúng ta cũng phải trả giá một là trả giá bằng cách là đóng thêm thuế còn hai là chúng ta sẽ thấy được là cái giá của vật dụng và dịch vụ tăng lên có nghĩa là bị lạm phát thì ngày mai khi mà bán đấu giá 20 tỷ công trái phiếu này mà có cái thời gian đáo hạn là 20 năm thì bộ tài chính Đức có lòng tin là sẽ bán hết được con số này tại vì bây giờ các bạn thấy được là tuy là Chúng ta thấy là Hoa Kỳ in tiền rất nhiều, nhưng mà các bạn thấy là Hoa Kỳ không phải là một nước riêng biệt mà in nhiều tiền. Các bạn thấy là ngay cả những nước như là Nhật Bản, Canada, nước Anh, trước nào bây giờ đều cũng phải in tiền, chỉ có là các bạn thấy là Hoa Kỳ là một nước lớn, cho nên những gì mà Hoa Kỳ làm thì chúng ta thấy nhiều tin tức hơn, chứ không phải là những cái nước kia không có in tiền cho nên các bạn thấy được là dẫn chứng là ngày mai nếu như mà họ có thể bán được con số công trái phiếu này rất nhanh có nghĩa là các nhà đầu tư trong nước cũng như là ngoài nước đều cảm thấy là lưu trữ trái phiếu lưu trữ giấy nợ của chính phủ hoa kỳ thì an toàn hơn là lưu trữ tiền trong quốc gia của họ hay là lưu trữ tiền mặt tại vì sẽ bị lạm phát cho nên tuy là công trái phiếu không có cái phần trăm tiền lợi cao nhưng mà họ vẫn cảm thấy là an toàn hơn tại vì từ trước tới bây giờ chính phủ hoa kỳ chưa bao giờ quỵ nợ ai cũng chưa bao giờ mà trả chạy cái phần tiền lời Nhưng mà làm sao họ có thể trả được tiền lời của tương lai nếu như mà năm nào ngân khố cũng bị hụt Thì khi mà tiền lời và tiền vốn đáo hạn thì chính phủ Hoa Kỳ lại sẽ mượn nợ mới để mà trả nợ cũ Và ngay cả các bạn thấy được là khi mà hỏi về cái vấn đề là tại sao mà không đưa ra những cái công trái phiếu có cái thời gian đáo hạn xa hơn Tại vì càng đáo hạn càng xa thì càng có nhiều năm để cho chính phủ Hoa Kỳ trả cái số nợ đó Thì bộ tài chính để nói là nếu như mà có thể thì họ sẽ đưa ra những cái công trái phiếu mà có thời gian đáo hạn 50 năm thậm chí là 100 năm nhưng mà bây giờ thì chưa thấy có cái dấu hiệu là thị trường cần trái phiếu mà có cái thời gian đáo hạn xa như vậy thì để hiểu rõ hơn là cái phần trăm của công trái phiếu của Hoa Kỳ là bao nhiêu thì mình thấy được là cái thời gian đáo hạn là 20 năm thì cái phần trăm tiền lời chỉ có 1,21% thời gian đáo hạn là 10 năm thì cái phần trăm tiền lời là 0,7%, có nghĩa là cái phần trăm tiền lời của đáo hạn 20 năm là gần như gấp đôi so với đáo hạn 10 năm. Còn về đáo hạn 30 năm thì các bạn thấy được là chỉ có phần trăm tiền lời tăng lên 1,42%. Có nghĩa là so sánh ba cái thời gian đáo hạn này, 20 năm là một thời gian đáo hạn mà khi chúng ta tính cái thời gian mà phải lưu trữ trái phiếu thì là một cái lựa chọn tốt hơn. Tại sao mà trái phiếu lại có cái phần trăm thấp như vậy? Thì bạn cũng đừng nên quên là thời điểm bây giờ cái phần trăm lãi suất của cục Dự trữ Liên bang đang rất thấp, chỉ còn có 0 tới 0,25%. Cho nên không thể nào mà công trái phiếu có cái tiền lợi cao được. Và bây giờ thì khi mà hỏi các nhà đầu tư, thì các nhà đầu tư đang suy nghĩ như thế nào về tình hình uh, thị trường chứng khoán hiện tại? Thì các bạn thấy được là Bank of America đã đưa ra một cuộc khảo sát và trong cuộc khảo sát này thì đã có khoảng chừng là 68 các nhà đầu tư bây giờ nói là họ không tin là cái phần trăm tăng trưởng trong thời gian gần đây là một cái đợt tăng trưởng kế tiếp của thị trường chứng khoán. Có nghĩa là phần lớn gần như là 70% của tất cả mọi người mà đã được khảo sát nghĩ là cái sự tăng trưởng trong chứng khoán từ lúc mà chạm đáy hồi tháng 3 cho tới ngày hôm nay thì đây là một cái đợt tăng trưởng trong thời kỳ xuống giá, có nghĩa là chỉ là một đợt tăng trưởng tạm thời giá vẫn chưa kết thúc đi xuống ở cái mức này. Và nếu như chúng ta nhìn vào lịch sử của S&P 500 thì các bạn thấy được là ở cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta gần như đã trở lại ngang hàng với lại hồi tháng 10 năm 2019. Nhưng mà các bạn thấy được là tình hình của kinh tế bây giờ so với năm 2019 hồi tháng 10 đã là rất khác nhau cho nên nhiều người lại không nghĩ ra lý do tại sao mà chứng khoán của S&P 500, chỉ số S&P 500 có thể là đạt được cái điểm ngang hàng với tháng 10 năm 2019 trên căn bản là một điều không thể giải thích được và so với cái điểm thấp thì các bạn thấy được là cái điểm thấp hồi 23 tây tháng 3 thì từ cái điểm đó cho đến bây giờ thì S&P 500 đã tăng lên 32%. Thì đây là một số những cái tài liệu nổi bật trong thị trường tài chính mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những tài liệu liên quan tới thị trường crypto. Nhưng mà những bạn nào mà chưa có theo dõi Thùng Capital ở trên các mạng xã hội thì các bạn có thể tham gia Uh, thông qua cái link ở phía dưới video này hay là các bạn vào trang web thuậncapital.com sau đó bấm vào giới thiệu thì các bạn sẽ thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter các bạn tham gia các mạng xã hội thì các bạn có thể nhận được một số những tin tức nhanh hơn là các bạn xem các video thì chúng ta nhìn vào tình hình của crypto ngày hôm nay thì chúng ta hãy nói về Bitcoin thì các bạn thấy là cái giá ngày hôm nay cũng không có nhiều sự thay đổi so với cái giá ngày hôm qua giá là 9721 cái lúc mà thường đang làm cái video này thôi các cái giá này so với những gì đã xảy ra hôm nay thì các bạn sẽ thấy được là một cái giá rất là tốt tại sao chúng ta sẽ nói tới một lát nữa còn chúng ta nói về thị trường altcoin thì các bạn thấy được là những altcoin lớn bây giờ để thường refresh cái trang coingecko.com này thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ là tăng 1,9% thì Ethereum tăng 1,3% XRP tăng 1,1% bây giờ đã trở lại vị trí thứ ba và Tether chúng ta thấy đã đi trở về vị trí thứ tư uh, Bitcoin Cash thì tăng cũng tương tự khoảng chừng là 1% Bitcoin SB tăng 1,8% Litecoin tăng 2,9% Binance Coin tăng 4,3% EOS tăng 2,0% Và Tesla tăng 7,4% Đây là những đồng lớn các bạn thấy là phần lớn đều đi theo xu hướng của Bitcoin Ngoại trừ là trong cái top 10 này thì Tesla đã tăng lên 7,4% các bạn thấy là Bitcoin phần trăm cũng rất là cao bây giờ. BTC chiếm vị trí là 66,7% của tất cả vốn hóa của thị trường. Về mặt tin tức thì các bạn thấy được là hôm nay sàn Bitmax thì có khá nhiều những tin tức sôi động. À, và hai tin tức này chúng ta sẽ nói tới điều là hai tin tức không được tốt đối với lại sàn à, Bitmax Các bạn thấy được là sàn Bitmax đang bị một cái đơn vị thư kiện Đó chính là đơn vị BMA LLC Và đã nạp đơn thư kiện sàn Bitmax Thật ra là thư kiện công ty mẹ đó chính là công ty HDR Global Trading và đã làm đơn và kiện ở một tòa án tại miền Bắc California thì các bạn thấy được là công ty BMA LLC này không phải là một công ty xa lạ gì đối với thị trường crypto đây là một công ty mà đã từng đưa đơn kiện sang FTX cũng như là công ty Ripple thì trong cái sự kiện này công ty BMA LLC đã chỉ trích sàn Bitmax về những vấn đề gì thì các bạn thấy được là đây là một số những vấn đề mà khá nghiêm trọng thì các bạn thấy là đầu tiên là vấn đề liên quan tới sàn Bitmax, không có cái giấy phép kinh doanh tiền tệ, có nghĩa là money transmitter license và đây là một cái giấy phép cần thiết để mà kinh doanh sàn. Khi mà sàn Bitmax làm việc với lại nhiều US trader, nghĩa là những cái trader từ Hoa Kỳ. Tuy là bây giờ là sàn Bitmax Luôn nói là họ không có hỗ trợ người Hoa Kỳ Nhưng mà công ty BMA này nói là có một số dẫn chứng cho thấy là sàn Bitmax Max Vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân của Hoa Kỳ Và đây là một cái lời cáo buộc cũng rất nghiêm trọng Một số lời cáo buộc nghiêm trọng khác Các bạn thấy được là công ty BMA nói là sàn Bitmax Max là cố tình đẩy giá lên hay là cố tình đẩy giá xuống thì đây là một điều mà có nhiều bạn cũng đã từng nghi ngờ sàn Bitmax làm các bạn thấy được là sàn Bitmax thì họ sẽ biết được là trên sàn đó bao nhiêu người đang long bao nhiêu người đang short và cái số lượng mà người ta chơi margin là bao nhiêu các bạn thấy được là trên sàn Bitmax các bạn có thể chơi margin lên tới 100x có nghĩa là chơi margin con số rất là cao thì làm sao mà chắc chắn được là khi mà sàn Bitmax thấy là có quá nhiều người long có quá nhiều người đánh lên thì làm sao chắc chắn được là sàn bitmax không tự đánh xuống sau đó là họ lên những sàn khác để mà phá giá và đẩy giá đi xuống mạnh để mà thanh lý các cái lệnh lon ở trên sàn để mà kiếm lời đây là một điều mà không ai có thể chứng minh được và các bạn thấy được là mỗi lần mà có cái giá dao động mạnh trên sàn bitmax mà chúng ta không thấy cái giá dao động đó trên các sàn khác thì bitmax nói là bị technical glitches có nghĩa là bị một số trục chặt về mặt kỹ thuật và đây là lời cáo buộc của công ty BMA nói là sàn Max đang làm giá trên thị trường và đã làm tổn thương rất nhiều những cái nhà đầu tư trên sàn Bitmax, những cái trader trên sàn Bitmax và một điều khác nữa đó chính là họ cáo buộc CEO của sàn Bitmax đó chính là Arthur Hayes nói là Arthur Hayes lúc nào cũng muốn là cho mọi người thấy là ông ta sống xa hoa như thế nào, ông ta có tiền như thế nào và ông ta thường lên trên những cái chương trình trả chính và phát biểu là Bitcoin sẽ lên tới mức nào lên tới mức nào để mà gây ra nhiều FOMO để các trader tiếp tục trade nhiều ở trên sàn thì đây là những lời cáo buộc liên quan tới công ty mẹ của sàn Bitmax HDR Global Trading và cũng như là cáo buộc CEO của sàn Bitmax là Arthur Hayes thì các bạn nghĩ sao về những lời cáo buộc này đây cũng không phải là những lời cáo buộc quá lạ so với những bài nào mà đã theo dõi thị trường này trong vòng mấy năm qua. Rất nhiều người thường cáo buộc sàn Bitmax với cái việc là làm giá và gây tổn thương các trader. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì thường vẫn chưa thấy có những cái chi tiết, những cái dẫn chứng nào mà thuyết phục thì hy vọng là chúng ta sẽ thấy được là BMA một là đưa ra nhiều cái dẫn chứng thuyết phục còn hai thì chúng ta ít ra cũng có thể biết được là sàn Max cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có một cái bằng chứng nào cho thấy được là họ làm giá trên thị trường cố tình làm tổn thương các trader và ngày hôm nay chúng ta lại có thêm một cái tin tức khác liên quan đến sàn Max đó chính là sàn Max đã bị đau ngày hôm nay khoảng chừng là hơn một tiếng đồng hồ có nghĩa là sàn Bitmax ngưng hoạt động và cái thời gian ngưng hoạt động là từ 5 giờ 15 sáng giờ Cali có nghĩa lúc đó là khoảng 7:15 tối giờ Việt Nam và ngưng hoạt động cho đến 6 giờ 29 sáng giờ Cali có nghĩa là ngưng hoạt động tới khoảng chừng là 8 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam bây giờ thì nhiều người nói là sàn Bitmax sẽ hoạt động là bình thường nhưng mà nào mà sai sàn Bitmax thì hãy comment ở phía dưới coi coi bây giờ các bạn có đi vào và trade bình thường được hay là chưa bản thân thường thì không có xài sang max và sang bit max trong cái đợt đi xuống này thì làm cho nhiều người rất lo lắng và bản thân thường cũng khá lo lắng về cái sự ảnh hưởng đối với giá của bitcoin tại vì các bạn thấy là ngày hôm qua chúng ta đã chia sẻ là trên sàn bit max bây giờ là cái số lượng long thống kê là khoảng 66,84% là các trader đang long ở trên sàn bit max và nếu như mà sàn bit max mà bị offline bị không hoạt động trong một thời gian là hơn một tiếng mà giá cả bị dao động mạnh thì lúc đó chúng ta có thể thấy được nhiều cái lệnh long bị thanh lý trên thị trường dẫn tới cái việc là giá BTC có thể rất rất nhanh tại vì bị hiện tượng long squeeze và điều này cũng đã xảy ra vào ngày 13 tây tháng 3 các bạn còn nhớ là lúc mà sàn Bitmax nói là bị tấn công DDoS họ phải ngưng hoạt động khoảng chừng 25 phút thì trong lúc đó giá Bitcoin đi đi xuống rất là nhanh mà mọi người không có login để mà đóng lệnh của mình được hay là điều chỉnh lệnh của mình lại khiến cho giá cả đi xuống rất là nhanh nhưng mà ít ra hôm nay khi mà sàn bitmax offline hơn một tiếng đồng hồ thì giá cả của bitcoin trong thời gian đó cũng chỉ dao động không chỉ có một phần trăm không phải là một phần trăm lớn và các bạn có thể biết là sàn bitmax không phải là một sàn mà trong cái list của các sàn trên thuận capital.com như bạn nào mà muốn tìm hiểu các sàn giao dịch crypto thì các bạn có thể là bấm vào cái link bên dưới video này hay là đi vào trang web thuận capital.com start pages là sàn giao dịch các bạn có thể tìm hiểu và tham gia những sàn margin như là SnapX hay là Bybit đương nhiên trade margin thì có rất nhiều nguy hiểm không phù hợp với những bạn mới chỉ thích hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin thì các bạn có thể tham gia sàn binance hay là các bạn là một người ở hoa kỳ thì có thể tham gia sàn coinbase để mà mua và bán crypto thông qua chương mục của ngân hàng nếu như bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu thì có thể đi vào cái link ở bên dưới hay là các bạn có thể xem một số những tài liệu ở phần cuối video này thì trở lại với lại một tin tức khác thì muốn chia sẻ với các bạn cũng rất thú vị đó chính là tin tức liên quan tới bitcoin thì từ lúc mà Bitcoin ra đời cho tới bây giờ, thì khác với lại sàn giao dịch như là Coinbase, hay là BitMax, cái số phần trăm thời gian mà Bitcoin hoạt động mà không có bị ngưng hoạt động đã lên tới là 99,985%, có nghĩa là Bitcoin hoạt động gần như là 100%, và nếu như mà Bitcoin muốn đạt được cái mức là 99,99%, ,99%, thì chuẩn đoán là nếu Bitcoin có tiếp tục hoạt động trong vòng 2.5 ngày nữa, thì Bitcoin sẽ đạt được cái phần trăm thời gian online là 99,99% ,99%. thời gian đau tham cực kỳ thấp và chuẩn đoán là 2005 ngày nữa là ngày thứ sáu ngày 14 tới tháng 11 năm 2025 nhưng mà với cái phần trăm mà online hiện tại mà không bị đau tham nhiều thì đã lên tới cái mức là 99,985 phần có nghĩa là còn hơn cả những công ty lớn như là công ty Google Amazon và Facebook và nếu như mà chúng ta tính từ năm 2013 trở lên thì cái phần trăm mà Bitcoin Online đã là liên tục 100% Thì tại sao chúng ta lại có cái phần trăm là 99,985% online mà không phải là 100% Thì các bạn nên biết là lịch sử Bitcoin cho thấy là những năm đầu tiên đã gặp một số những trục trặc Và đặc biệt là mạng lưới Bitcoin đã bị offline hai lần Lần đầu tiên là năm 2010 Thì lúc đó gặp một cái vấn đề gọi là value overflow incident hay là cái tình trạng mà cái con số giá trị bị tràn nhưng mà nào mà hiểu về máy vi tính Cũng hiểu được là đây là một cái Tình trạng khi một con số lên Tới cái mức cao nhất sau đó bị tràn qua một con số khác Và đã dẫn tới Là có một số bitcoin Là 92,2 tỷ bitcoin Đã được đưa tới Cho hai cái địa chỉ bitcoin Thì làm sao giải quyết cái vấn đề này Lúc đó thì mạng lưới bitcoin đã Offline, đã bị tắt Khoảng chừng là thời gian là 8 tiếng đồng hồ Và 27 phút và sau đó Đã kích hoạt một cái fork để mà giải quyết vấn đề này và sau đó cái số lượng Bitcoin mà được in ra không đúng này con số 92,2 tỷ Bitcoin mà mỗi một cái ví được nhận này con số đó đã bị xóa bỏ và mạng lưới Bitcoin đã trở lại hoạt động bình thường nhưng mà tới năm 2013 thì lại có một sự kiện khác nữa đó chính là có một cái lốc mà đột ngột là bị bác bỏ bởi mạng lưới là tại vì cái người mà đào được cái lốc đó là sử dụng một cái Bitcoin client có nghĩa là một cái chương trình Bitcoin mà cái phiên bản là không giống như là cái phiên bản mà đang được sử dụng thì lúc đó đã có một thời gian ngắn cái mạng lưới Bitcoin bị chia ra làm đôi nhưng mà sau cái thời gian khoảng chừng là 6 giờ và 27 phút thì đã điều chỉnh lại và tất cả các thợ đào đã trở lại một chuỗi và tiếp tục đào Bitcoin. Đây chính là thời gian mà hai lần Bitcoin bị offline. Các bạn thấy được đây là cái thời gian mà Bitcoin mới vừa được ra đời trong những năm đầu tiên. Từ năm 2013 cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta không thấy cái sự đau tham trên mạng lưới Bitcoin. Nhưng mà nhiều người lại nói là khi chúng ta so sánh cái Bitcoin uptime, có nghĩa là thời gian hoạt động Bitcoin là 99,985% là cao hơn Amazon, Facebook hay là Google thì thật sự cũng không đúng lắm tại vì các bạn thấy được là Bitcoin nếu như là tiền tệ thì phải so sánh với lại tiền Thì nhiều người nói là bây giờ so sánh Bitcoin với đồng đô la thì như thế nào Đồng đô la hồi xưa đến bây giờ đâu có bây giờ bị ngưng hoạt động Đâu có bây giờ bị offline đâu Có nghĩa là đồng đô la có cái phần cho hoạt động là 100% Nhưng mà điều này cũng không có đúng Tại vì những người nào mà biết lịch sử thì cũng đã biết là trước khi mà chúng ta có Hoa Kỳ hiện tại thì trước đó chúng ta có thể gọi là lục địa Hoa Kỳ hay là Continental Congress of the United States lúc đó là một cái lục địa Hoa Kỳ thì năm 1775 thì lục địa Hoa Kỳ thời điểm đó đã đưa ra một cái tiền pháp định đây không phải là tiền pháp định mà đồng đô la chúng ta thấy bây giờ đây là một cái tiền pháp định được đưa ra từ lục địa Hoa Kỳ lúc đó thì từ năm 1775 được ra đời cho đến năm 1781 có nghĩa là trong thời gian chỉ có là 6 năm ngắn ngủi thì cái tiền pháp định của lục địa Hoa Kỳ đã bị siêu lạm phát và không còn giá trị nữa và từ năm 1781 cho đến năm 1785 thì Hoa Kỳ lúc đó không có một cái tiền tệ pháp định mà có giá trị được lưu thông rộng rãi. Mãi đến năm 1785, ngày 6 Tây tháng 7 thì lúc đó đồng đô la mà chúng ta đang sử dụng hiện tại mới được ra đời. Có nghĩa là đồng đô la có lịch sử là 242 năm nhưng mà đã có 4 năm không hoạt động. Nghĩa là cái phần trăm mà đồng đô la hoạt động tính theo cái thời gian uptime chỉ có 98,34% vẫn còn thua Bitcoin là 99,985%. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn hãy comment ở phía dưới. Và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này. Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPEX và sàn Bybit. Tham gia sàn dap bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chạy miễn phí thông qua Telegram. Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm. Các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao. Các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống. Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như mà nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của khác ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này starbex bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.